tại Vinhome Grand Park, đại đô thị đáng sống bậc nhất. Diện tích 271 hecta, nơi 56.000 cư dân đổ về đây sinh sống. CBD mới của thành phố Thủ Đức lần đầu tiên xuất hiện chính sách đặc biệt dành riêng cho chủ sở hữu bất động sản cấp tầng Vinhome Grand Park. Để tạo dựng cộng đồng cư dân đẳng cấp, xây dựng cộng đồng kinh doanh sầm uất và tăng giá trị bất động sản, Vinhome ra mắt chương trình Sức Sống Trung Tâm tại phân khu Manhattan và Manhattan Glory. Số lượng giới hạn, chính sách đặc biệt tặng ngay gói hỗ trợ lên tới 115,5 triệu đồng khi chủ sở hữu hoàn thiện nội thất. Hỗ trợ tiền thuê 24 triệu cho năm đầu tiên, nhận ngay gói hỗ trợ miễn phí, phí quản lý năm đầu và hỗ trợ 30% phí môi giới cho thuê. Chủ sở hữu chỉ cần hoàn thiện nội thất cơ bản để nhận hỗ trợ lên tới 170 triệu đồng và kết nối miễn phí khách thuê. Thời hạn đăng ký tham gia chương trình cho chủ sở hữu đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023. Đầu tư hợp lý, lời ngay vừa ý. Ngay hôm nay,